Cái đồ mời, cái đồ mời. Cái đồ mời nha các bạn. Đến hàng. Hello, xin chào các bạn. Giờ mình đang trên đường để ra đếm câu á. Hôm nay đánh này, phải căng những đồ đạm của mình mới nhúng nước xong để cho nó vừa nở cái rồi dễ ha. Rồi mình chuẩn bị đi ra đếm câu thôi. Sẽ quay video upload tiếp cho các anh em và các bạn được xem ha. Đang bị đi ra đếm câu nha các bạn. Đây bạn con dế đầu tiên của mình ha. Giờ được đăng móc từ ở sau lên đầu ha các bạn, ngắt hai chân lớn đi và đầu mình bóp giờ đầu dế ra cho nó ra mồi rồi mình sẽ tăng lên cá ha. Rồi mình sẽ tranh thủ xuống ngồi thôi. Rồi cá nó ngớp bạn nha. Đây mình câu cá tự nhiên nha, không phải câu cá nuôi cái gì hết ha. Để nhiều anh em nói câu cá nuôi cái đồ để tội nghiệp mình đó. Để xuống màu con đầu tiên coi xem sao nha. Nó gà nó ăn các bạn ơi. Nó ăn nữa nha. Các bạn thấy nè. Đó, cá chơi. Cá chơi con dính bụng. Dính bụng nha các bạn chứ không phải là dính ngay miệng ha, dính bụng nè. Đó, ăn dính bụng. Rồi, mình sẽ gỡ thôi. Ăn dính bụng. Cá ăn nha các bạn. Nhẹ. Mày hả bự, chặt rắc. Kỳ bạn, mấy con cá rô này nó ăn ham mồi quá luôn á. Nó cũng khôn lắm các bạn. Mấy cái đều hồng nó núp dữ kìa. Quá trời. Cá ăn nha các bạn. Dính. Đến bờ tiếp tục, con cá rô tiếp tục nha. Mình sẽ tranh thủ gỡ thôi, điện thoại mình sắp hết pin rồi. Do sớm mình sạc không ăn mà mình không có coi rồi cấp đảo lại cái máy còn thinh nè. Ra tranh thủ thôi các bạn ơi. Lên bờ con cá rô tiếp theo. Lúc lâu chạy đi luôn các bạn. Con này hơi nhỏ. Rồi mình sẽ gỡ thôi ha, mình sẽ quay tiếp cho mọi người ha.
cá ăn nha các bạn. Núp hả mày, nó nhát lắm nha các bạn. Mình để ô sâu ở trong bụi nó mới ăn liều luôn, sợ mất gốc rồi chạy luôn. Rồi sẽ gỡ thôi và sẽ quay tiếp cho cô bác anh em này xem tiếp ha. Trời ơi, lại bày bày nữa các bạn ơi, lo mà giật nữa nè. Nhỏ lâu đi không? Rồi lên bà có cái rô tiếp theo nha các bạn, cái rô tiếp theo ha, rô mini. Tán nữa các bạn, không biết bự nhỏ nha. Đó. Rô nhỏ tí. Lên hàng con cá tới rô tiếp theo, toàn cái rô nhỏ không mày. Ôi 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 ôi, cá rô. Rút phao cá rô nha các bạn. Còn thế tiếp tục của mình ha. Rồi mình sẽ gỡ thôi, sẽ quay tiếp cho anh em xem ha, nước đang lớn nha các bạn. Cá ăn nha các bạn. Căng nha các bạn. Nhả nữa. Khùng quá. Cá ăn nha các bạn. Trời ơi, cái rô con, rô mini. Rồi mình sẽ gỡ thảm thôi và sẽ quay tiếp cho anh em cô bác xem tiếp ha. Và cá đang ăn các bạn, cá đang ăn nha. Dính, ôi ôi cá chơi. Móc bụng hay gì á bạn ơi. Chơi móc bụng hay gì á. Đây nè. Không phải mà máng cái ngạnh các bạn ơi, chứ không phải móc bụng nha. Thử ra nó không có vậy. Nó máng ngạnh, máng ngạnh. Máng ngạnh lên làm em ngu ha. Nhược điểm cá là cái ngạnh đó các bạn. Rồi, mình sẽ gỡ thôi. Ghê ngớp ọc ọc. Rồi các bạn ơi, giờ cũng trễ rồi ha. Mình cũng chuẩn bị cuốn cần về ha. Giờ thôi các bạn ơi, trễ rồi. Giờ cũng khoảng 5 giờ mấy rồi. Rồi đi công chuyện nữa. Rồi về tới nhà chắc cũng 6 giờ.
Rồi xin chào cô bác và các anh em nha. Rồi mọi người hãy ủng hộ được nha bằng cách click vào góc đăng ký để ủng hộ được nha. Rồi để cho gần tới 10.000 lượt subscribe rồi. Xin chào các anh em và cô bác nha. Ôi cá rô mời, cá rô mời. Cá rô mời nha các bạn. Lên hàng thứ dữ nha. Nâng cái phao nằm ngang nó không kêu lâu luôn, có nghĩa là nó bự, nó không sợ ai các bạn. Đó. Đây. Rồi, gãy ra luôn rồi. Quá đã. Lời dính lực con cá rô. Quá đã luôn. Đó, cho nó nằm lên nắp thùng luôn nè. Quá đã luôn nha các bạn. Rô mà nha. Bởi vì mình có đi câu mình mới biết được nha các bạn. Chứ bạn thấy nó yên tĩnh như vậy ha, không phải vậy đâu, liền xuống là nó tán liền hỏ, thấy chưa.